Anh Tuấn xin mến chào đến tất cả quý đồng hương khắp nơi và xin được hân hạnh ra mắt một chương trình show mới Tiếng Nói Người Việt tại Las Vegas, được thực hiện ngay tại thành phố náo nhiệt nóng bỏng không bao giờ ngủ Las Vegas. Chương trình này được sự bảo trợ của KVLA. Lát đây anh Tuấn sẽ có cơ hội giới thiệu đến quý vị những thành viên khác trong chương trình show mà chúng tôi đặt tên là The Voice of Việt Vegas. Anh chị em chúng tôi không phải là những nghệ sĩ chuyên nghiệp trong ngành thông tin giải trí. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện một chương trình thông tin giải trí hầu nối liền nhịp cầu đến các đồng hương trên khắp thế giới. Chúng tôi sẽ giới thiệu những sinh hoạt của người Việt địa phương và đem những tin tức hữu ích có ảnh hưởng đến khách dự định đến du lịch tại Las Vegas. Chúng tôi mong đón nhận những ý kiến đóng góp xây dựng của tất cả quý vị. Sự ủng hộ và khích lệ của quý vị khán giả sẽ giúp chúng tôi làm việc hăng say hơn, hầu đem đến những giây phút giải trí và một chương trình hữu ích cho tất cả người Việt Nam trên toàn cầu. Tiếp nối đây, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị các thành viên đảm nhiệm những tiết mục của chương trình. Xin mời chị Anh Thư. Anh Thư xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình The Voice of Việt Vegas. Ngọc Thủy xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của The Voice of Việt Vegas. Kim Anh xin kính chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Nói Người Việt Las Vegas. Cẩm Tứ xin thân ái, mến chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, Las Vegas được mệnh danh là thủ đô giải trí của thế giới với đầy đủ sự xa hoa, rực rỡ và tráng lệ cho khách du lịch thưởng ngoạn. Las Vegas còn là một thế giới được thu nhỏ bởi mỗi casino là một biểu tượng cho một đất nước nổi tiếng trên thế giới. Anh Thư rất được hân hạnh giới thiệu đến quý vị những gì mà mọi người đều thích, đó là ăn uống và mua sắm mà quý vị khó có thể tìm thấy ở đâu ngoại trừ Las Vegas. Khi đến đây, quý vị có thể nếm hết các cao lương mỹ vị từ những đầu bếp hàng đầu trên thế giới và các bữa ăn tự chọn thật phong phú. Anh Thư cũng sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị những nơi giải trí cho các giới trẻ, các hộp đêm và các club cho giới trung niên hay những người lớn tuổi hơn. Vậy anh Thư à, anh Thư nói về ăn uống thì Ngọc Thủy công nhận là ở đây mình có rất là nhiều về ăn uống. Dạ đúng rồi. Mà nhất là buffet. Dạ. Đấy. Thì anh Thư có thể cho mọi người biết được á là buffet nó khác nhau như thế nào? Thưa chị Thủy, ở đây thì như quý vị đã biết là mỗi casino có một cái buffet khác nhau, và những các buffet đó thì biểu tượng cho một cái đất nước khác nhau, một cái đặc biệt trên thế giới. Thì trong những buffet đó thì quý vị có tha hồ, có thể tha hồ lựa chọn trên 200, 300 món ăn cũng có. Wow. Anh chị ở đây thích ăn chỗ nào nhất hay là chỗ nào có ấn tượng nhất? Chỗ nào cũng thích hết, thấy buffet nào cũng có, tùy theo muốn ăn seafood hay là muốn ăn prime rib hay là những thức ăn khác. Tuy nhiên như nãy nói đó là 200 món tới 300 món thì làm sao mình để bụng mình ăn cho đủ. Dạ. Theo như em á, nếu mà seafood thì nên quý vị nên đi Rio, tại vì Rio nó có cái section seafood riêng đó. Nếu mà mình không ăn seafood đó thì mình trả cái giá thấp hơn mười mấy đồng đó. Right. Seafood nó có một cái section riêng và nó nhiều seafood hơn là những chỗ khác. Dạ đúng rồi. Còn chưa có kể tới những người mà đầu bếp nổi tiếng trên thế giới trong các casino khác nhau nữa. Toàn là đồ Ý, đồ Pháp, rồi tàu nữa. Tàu, dạ đúng rồi. Phở trong đó thì đúng rồi. Casino cũng có phở. Bacchanal có phở. Tất cả những đầu bếp nổi tiếng như là chop của show Mỹ là đều có ở gần trong casino ở đây hết. Anh chị có biết là ở Caesar bây giờ họ mới mở cái nhà hàng Hell's Kitchen đó, của TV show của Mỹ rất là nổi tiếng. Thì họ mới hình như là mới open mới năm ngoái đi thôi. Còn nếu mà quý vị thích đồ ăn châu Á thì quý vị có thể xuống Spring Mountain, thì cách Strip khoảng 5-10 phút lái xe, thì dưới đó có Nhật Bản, đồ ăn Nhật, đồ ăn Hàn, Đại Hàn, Tàu, tha hồ đồ ăn Thái. Việt Nam nữa, Thái nữa, đúng rồi. Wow, nghe thức ăn tới bụng rồi nhé. Nè anh Thư nè, nhưng mà ngoài ra đó, có những cái nhà hàng chay nào ở Vegas này không? Dạ đúng rồi.
Thì ở đây có tất cả nhu cầu các đồ ăn, không có thiếu đồ ăn chay trong các nhà hàng đó. Và có những nhà hàng đặc biệt chỉ với đồ ăn chay thôi. Dạ vâng. Còn có một cái đặc biệt nữa là ở đây có mà chỗ khác không có, đó là black dining. Có nghĩa là khi quý vị vào đó ăn là không có ánh sáng, chỉ ăn trong đêm tối. Ăn trong bóng tối, ăn trong bóng tối. Là quý vị có đúng là ông không? Rất là hay, rất là thú vị. Em thì em chưa bao giờ thử nhưng mà em thấy rất là hay, cho nên em maybe nào chị em mình đi thử. Ok, nãy giờ mình nói nhiều về đồ ăn, bây giờ qua một chút xíu một cái subject khác. Những cái gì mà ở trên thế giới này là Las Vegas đều có, hầu như là như vậy. Thế thì những cái gì mà Las Vegas có mà thế giới không ai có, anh thì có thể giới thiệu cho quý vị biết được không? Cảm ơn chị Ngân, đúng rồi. Nếu mà quý vị thích hộp đêm thì ở đây có đặc biệt là có những hồ bơi trong những club, là beach club. Là beach club là có từ sáng cho tới chiều và chiều cho tới tối, tối cho tới sáng luôn. Cái đó đều khó phù lời lắm, ngày những đêm. Có những cái bar cũng ở trong cái pool, vừa có thể vừa uống vừa bơi, vừa nhảy đầm. tức là night club, tức là có DJ trong cái pool party. Dạ đúng rồi, right. DJ nổi tiếng trên thế giới. Chơi đánh bài trong đó cũng được luôn. Dạ đúng rồi. Rồi còn những người nào mà có tổ chức những giới trẻ mà ví dụ như bachelor hay bachelorette thì quý vị cũng có thể liên lạc các nhà casino thì họ sometimes họ cũng cho free limousine đúng không chị? Dạ, đón quý vị từ phi trường cho tới casino. Có những cái dịch vụ rất là đặc biệt cho những cái party. Còn một shopping thì sao thư? Shopping cái đó là không thể nào hiểu. Dạ đúng rồi, Vegas thì có rất là nhiều hàng xa xỉ nổi tiếng trên thế giới. Toàn là những đồ hiệu nào là mấy anh chị thích cái nào đó. Ý Đức That's so much. LV, Louis Vuitton. Còn đàn ông đó là phải có Ferragamo. You know, I love Ferragamo tại vì cái collection của cái cravat của Ferragamo là tuyệt vời. Nổi tiếng trên thế giới. Hugo Boss, you know, this is Hugo Boss and this is Ferragamo. Nhưng mà nói vậy thôi chứ nhưng mà Ngọc Tuệ chỉ thích bao lẹt thôi. Dạ đúng rồi, nếu mà quý vị thích bình dân hơn một chút thì ở đây có hai outlet rất là lớn cho quý vị tha hồ lựa chọn. Trên 200 tiệm trong mỗi outlet. Đó là chưa nói những cái mall ở trong cái strip nữa và những cái mall ngay strip nữa. Thì rất là nhiều cho quý vị tha hồ shop till you drop. Xin quý vị giữ máy, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Ngọc Thủy xin kính chào quý vị. Ngọc Thủy sẽ được giao một cái trách nhiệm là sẽ cống hiến cho các quý vị biết về sinh hoạt của cộng đồng và sinh hoạt của các tôn giáo. Thì như quý vị biết là ở Las Vegas cũng như tất cả mọi nơi chúng ta có một cộng đồng Việt Nam. Thì ở Las Vegas chúng tôi ở đây có khoảng 30.000 người Việt Nam. Thì cộng đồng Việt Nam tại Las Vegas có nhiều hoạt động tôn giáo khác nhau cũng như những chỗ khác. Thì có Phật giáo, có vài chùa, Hội Thánh Tin Lành cũng có rất là nhiều sinh hoạt. Về phần công giáo thì có Đền Thánh Mẹ La Vang, Las Vegas. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm tòi, đưa tất cả những thông tin để phổ biến tới cho quý vị. Hầu mỗi khi quý vị tới đây, quý vị cần những nhu cầu đó thì quý vị đã sẵn có trong tay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ở trong đây anh em của chúng tôi thì đa số là những người công giáo Việt Nam. Thì ở Las Vegas thì công giáo Việt Nam chỉ có một đền thánh duy nhất, đó là Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas. Vậy thì anh chị em chúng mình ở trong đây có ai đã từng đi chùa hay là nhà thờ Tin Lành chưa? Tại vì Ngọc Thủy hỏi như vậy là Ngọc Thủy biết là chúng ta ở đây đều là thuộc là công giáo, cho nên Ngọc Thủy thử hỏi vậy coi có ai đã đi chưa? Chị chưa. Ngân cứ đi qua cái chùa Đàm thử. Chùa đó rất là ấm cúng mà nhỏ thôi nhưng mà Ngân thấy rất đông người Việt Nam, nhất là những người theo đạo Phật ở tới đó, tại vì cái thức ăn rất là ngon, cái ăn chay ngon. Ngoài cái thức ăn chay ra thì họ cũng có những cái ngày giống như là những cái ngày lễ Phật đản, những cái ngày lễ mời Nico rồi thầy sư thầy tới, hoặc là Tết họ vẫn có những cái tổ chức, hoặc là Tết Trung Thu họ vẫn có những cái hoạt động đó.
thì từ từ Ngọc Thủy sẽ cho quý vị biết thêm những chi tiết đó. Thì tiện đây Ngọc Thủy muốn list ra một số chùa ở đây mình đã có, đó là chùa Bình An, Ni Viện Như Ý, chùa Quan Âm Tự, chùa Phổ Thông và chùa U Đàm như chị đã nói. Còn Hội Thánh Tin Lành thì sao, có ai đã từng tới chưa? Em chưa tới nhưng mà em có vài người bạn quen đã đến. Người quen tới. Thì nghe nói là có hai cái Hội Thánh Tin Lành ở đây đúng không? Dạ đúng. Hội Thánh Tin Lành gồm có Hội Thánh Nối Vòng Tay và Hội Thánh Ân Điển Việt Nam. Thì từ từ Ngọc Thủy sẽ đưa thêm chi tiết sau ha. Thì bây giờ chúng ta là những người thuộc về con dân của mẹ La Vang, thì chúng ta nói tí xíu, tại vì chúng ta biết về đền thánh của mẹ nhiều hơn, thì chúng ta nói tí xíu cho quý khán giả biết nha. Thì bây giờ đền thánh của mình bây giờ là có lễ hàng ngày vì có cha mới của mình đó, thì ở đây thường xuyên hơn, với lại ở đây cha muốn cho mọi người cảm thấy gần gũi với nhà thờ đó. Và không những con dân nhưng mà tất cả các khách hành hương tới đây thì có cái sự giống như là nhà của mình, cho nên là cha có những điều đặt ra làm cho người ta cảm thấy rất là gần gũi đó quý vị. Chẳng hạn như là cái gì nào mọi người thử tặng hoa rồi sau lễ cái tục lễ Phật rất là hay, đúng. Sau thánh lễ cha sẽ hỏi là ai là khách hành hương, xin quý vị đừng ngại, hãy đứng lên. Cha sẽ tặng cho mỗi người một đóa hoa và một cái DVD về đại hội. Thì sẵn đây mình nói về vấn đề đại hội. Đền thánh mẹ La Vang nổi tiếng khắp nơi là vì mình có đại hội mỗi năm. Đại hội mẹ La Vang. Nó là vào giữa tháng tuần thứ ba của tháng 10, quý vị nên nhớ nha. Năm nay là ngày sẽ vào ngày 19, 20 và 21. Đúng rồi. Quý vị xin bỏ cái ngày đó xuống, tới một lần cho quý vị. Quý vị tới để coi là nó như thế nào. Và hơn nữa tới để kính múc những ơn mà chú mẹ muốn chuyển tới cho mình đó nha. Năm nay rất là đặc biệt đó. Thì nếu mà quý vị nào không đi được thì xin đón coi những chương trình TV của California hoặc là bên Texas. Thì sẽ có một chương trình livestream vào YouTube và hoặc là vào Facebook, và cũng như là những đài TV của California trực sẽ tiếp có luôn, phải không anh? trực tiếp truyền hình thì có thể là 3 ngày liên tiếp luôn. Quý vị nhớ đón xem quý vị. Nhất là vào ba tháng 10 thì lúc đó khí hậu rất là mát mẻ. Tiện đây thì mình sẽ cho quý vị biết thêm một tí xíu về 3 ngày đại hội đó như thế nào nhé. Bắt đầu là chiều thứ 6 cho tới hết sáng lễ Chủ nhật của ngày Chủ nhật là kết thúc. Để bế mạc là ngày Chủ nhật. Thì 3 ngày đó quý vị tới tham dự, Đền Thánh sẽ cố gắng cung cấp thức ăn cho quý vị. Quý vị không cần phải lo thức ăn full trong 3 ngày luôn, từ chiều thứ 6, nguyên ngày thứ 7 và sáng ngày Chủ nhật. Nên quý vị hãy cố gắng tới coi chúng con phục vụ như thế nào, và tất cả mọi người ở đó phục vụ với tinh thần đoàn kết. Cho nên là việc gì cũng làm hết, và rất là kêu gọi các quý khách hành hương muốn phục vụ tiếp tay thì sẵn sàng, từ trực tự cho tới nấu nướng nha quý vị, hãy cố gắng. Đặc biệt là những bài giảng thuyết của các cha. Các cha giảng phòng. Năm nay đặc biệt lắm. Và có lễ chữa lành. Đúng đó. Cái đó rất là quan trọng. Cái điều mà mình nổi bật của đền thánh mình đó là kiệu mẹ La Vang. Thì không biết là mọi người đi, mọi người cảm nhận như thế nào, nhưng mà đối với Ngọc Thủy thì đi nhiều nơi thì thấy kiệu của mình vẫn là có một cái sự gì đặc biệt. Thứ nhất đặc biệt, cái thứ nhất á, thứ nhất là như vậy nha. Thứ hai là kêu gọi mọi người cùng làm, tất cả các khách hành hương tới đó muốn làm kiệu mẹ xin cứ tới cái chỗ đó, tại vì Ngọc Thủy ở chỗ đó mà. Ngọc Thủy sẽ giúp cho quý vị tận tay bỏ lên những đóa hoa và cùng góp để làm một cái kiệu La Vang đó, để mà chiều thứ bảy mình đi kiệu. Mẹ thì rất là lộng lẫy, năm nào cũng được một cái chị design áo mới, năm nào cũng được một cái áo mới rất là đẹp, đội vương niệm mới, và cố gắng gần như là 100% là hoa tươi. Cho nên là quý vị muốn giúp một tay thì xin quý vị hãy cố gắng mạnh dạn tới gặp tất cả những người ở đó. Nhưng mà cơ ý nghĩa đó. Quý vị là những người khách hành hương, quý vị cần những sự đưa rước
sau cái thánh lễ hay là trước thánh lễ mà từ khách sạn tới, mà thường thường cái đó thì không xảy ra vì khách sạn có nhiều taxi, nhưng mà sau thánh lễ mà quý vị muốn có người đưa về, tất cả anh em thiện nguyện kể cả Ngọc Thủy cũng sẽ sẵn sàng đưa quý vị về lại khách sạn. Cho nên quý vị xin hãy coi đền thánh như là nhà của mình, giống như tâm nguyện của cha chánh xứ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tức là mình có free Uber của đền thánh. Dạ đúng rồi, free Uber, không cần phải gọi, chỉ cần xích nhồi cho cha là ok, cha nói trở về nha là ok. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hy vọng sẽ gặp quý vị trong đại hội kỳ này. Dạ. Kim Ngân xin thân ái kính chào quý vị. Kim Ngân nghĩ rằng một trong những tiết mục không kém quan trọng của chương trình đó là phần phỏng vấn. Chắc quý vị cũng đồng ý với Kim Ngân rằng người Việt Nam của mình rất thông minh phải quý vị, mà cần cù chăm chỉ nữa. Dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng ta đều cố gắng vươn lên để thích nghi với hoàn cảnh, phong tục và tập quán. Vì vậy, ở ngay tại Las Vegas, quý vị đã có những vị rất thành công trong các lĩnh vực như thương mại, công tác từ thiện, các ngành nghề chuyên môn và các tôn giáo. Thưa quý vị, thì mình hy vọng rằng chương trình này sẽ được cống hiến đến quý vị để chúng ta thấy những hoạt động mạnh mẽ của đồng hương chúng ta, đồng thời cũng như là một nhịp cầu nối kết tất cả những việc lại với nhau để học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm với nhau. Thưa quý vị. Kim Ngân này, chị nghe nói ở Las Vegas mình có một nhóm young professional thế hệ thứ hai rất là giỏi về ngành y tế. Kim Ngân có thể chia sẻ thêm. Dạ, cảm ơn chị. Đúng rồi đó chị. Phải công nhận là giới trẻ ngày hôm nay sống thế hệ thứ hai ở ngay tại những nước Tây Âu, đặc biệt là ở Mỹ này, các em rất giỏi, có những thành công, những khuôn mặt của người Việt Nam mà rất trẻ ở khắp nơi. Dạ. Tại thành phố Las Vegas thì nếu mà chị đi những cái blog nào cũng vậy, có Walgreens, có CVS, chị đều thấy những gương mặt của dược sĩ người Việt Nam, những cái medical office của các em, những dược sĩ rồi nhà sĩ nữa. Hy vọng là rất thành công. Dạ, hy vọng là họ cũng sẽ giúp trong cái ngày đại hội mình cần rất là nhiều bác sĩ rồi về vấn đề y tế, cho những người các thành viên đến đại đến dự đại hội. Dạ, cảm ơn. Actually đó thì hình như là coi như ngã tư nào cũng có văn phòng nha sĩ nè, hoặc là văn phòng nhãn khoa chẳng hạn, mà đa số là người Việt Nam. Việt Nam hình như là nắm đầu vấn đề thứ nhất là vấn đề nail rồi ha, cái thứ hai là nha sĩ và dược sĩ, rồi có một số bác sĩ riêng nữa. Vâng, thưa anh. Chị bác sĩ chuyên môn rồi đấy anh. Chị Kim Ngân là khi mà chị chọn người để mà phỏng vấn ra mắt với quý khán thính giả thì chị dựa vào những căn bản nào? Ok, nên thấy cái căn bản mà quan trọng đó mà mình nên giới thiệu đến tất cả quý khán giả đó là những nhân vật có thành tích trong các ngành nghề hoặc là với có công giúp ích cho cộng đồng Việt Nam. Đó, rồi các vị lãnh đạo tôn giáo, các linh mục, các thầy sư, cô, các mục sư vân vân. Đó, rồi những vị đã hoạt động rất hăng say trong các công tác từ thiện, xã hội và các mạnh thường quân. Vậy chị có nghĩ tới là sẽ phỏng vấn các những người làm trong chính quyền không? Mayor hay là dân nữ? Đó cũng là một quan trọng idea. Tại vì những nhân vật làm trong chính quyền ở đây ngay tại địa phương để cho chúng mình để cho có góp phần có cái tiếng nói của người Việt và nhiều khi cộng đồng người Việt cần những giúp ích về hỗ trợ vật nào đó thì mình có sự hỗ trợ của chính quyền. Với lại có nhiều khi mình phỏng vấn họ thì họ sẽ bật mí cho mình thêm một tí xíu là họ sẽ chuẩn bị làm cái gì thêm ở đây, thì mình sẽ có những cái information đó mình gửi tới quý khán giả để quý khán giả biết là Las Vegas chuẩn bị có những chỗ nào sẽ casino mới nào chuẩn bị xây lên, phải không? Rất là tốt. Well, actually đó thì các người dân cử thì thật sự ra mình cũng rất là cần họ. Nếu mà mình không có sự liên lạc với họ đó thì cái tiếng nói của người Việt Nam mình sẽ rất thiếu. Cho nên ở đây có những cái công tác mà có những cái nhiều bầu cử sắp tới của tiểu bang này, của thành phố Las Vegas này, nếu mà mình là công dân Mỹ thì mình nên đi bầu để mình có
Sure. Nhân vật đó thì sau này họ sẽ giúp ích cho cộng đồng người Việt Nam của chúng mình. Las Vegas là nơi tập trung các casino sang trọng và cũng là một trong những nơi được tổ chức nhiều hội nghị và đại hội nhất trên thế giới. Cẩm Tú được giao phó trách nhiệm thông tin về lịch trình các cuộc hội nghị hay conventions. Quý vị biết không, hàng năm ở Las Vegas này có đến 20 đến 25 ngàn hội nghị được tổ chức tại Las Vegas. Cẩm Tú sẽ đặc biệt tường trình đến quý vị những hội nghị nào liên quan và thu hút người Việt mình nhiều nhất. Ngoài ra, Cẩm Tú sẽ phụ trách những tiết mục liên quan đến văn hóa, nghệ thuật, cũng như sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị những ưu, đặc điểm của từng casino, những danh lam thắng cảnh ngoạn mục xung quanh Las Vegas mà quý vị có thể ghé thăm khi đến du lịch tại Las Vegas. Chị Tú à, nếu vậy thì chị có thể cho mọi người biết ở đây nói về convention là thì cái show nào ở đây là lớn nhất chị? Cái show lớn nhất ở đây là show CES, cái show đó chuyên về điện tử đó, Kim Ngân. Hàng năm vào khoảng tháng đầu tháng 1, cái show này rất là lớn, thu hút được rất nhiều, cả trăm ngàn người đến Vegas này, rất là đông. Ngoài ra, Vegas cũng có những hội nghị khác liên quan đến những ngành thẩm mỹ, thí dụ như ngành nail hoặc là ngành hair của chúng ta, cũng có những cái hội nghị khác về tài chính và sức khỏe nữa, rất là nhiều. Tất cả các hội nghị đều tập trung về Vegas. Vâng, dạ. Có rất nhiều cái khác nhau. Như vậy thì ngoài cái casino ra thì mỗi một casino họ có những cái show riêng của họ. Thì nếu mà ở ngoài casino ra có những cái đại hí viện nào vấn đề văn hóa hay là những cái show về Broadway không chị? Dạ thưa anh, thì như là anh biết là những show ở Vegas này rất là nổi tiếng rồi. Thì ngoài ra có một cái đại hí viện Smith Center ở dưới downtown cũng rất là hay, được khánh thành năm 2012. Và đại hí viện này có những chương trình Broadway show, những chương trình nhạc thính phòng, nhạc jazz rất là hay. Đặc biệt là hí viện này có một dàn âm thanh rất là quy mô, mình ngồi ở chỗ đâu khán giả vẫn nghe được cái âm thanh rất là rõ. Và em có tới cái đại hí viện đó. Chị cũng vậy. Là có đầy đủ các show rất là educational, rất là hay, rất là bổ ích cho chị, cho các giới, tất cả. Ba Lê cũng có nè, rồi đó. Cho mấy show cho trẻ em nữa đó. Có museum cho con. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Rất là hay. Rồi đại hí viện, xong rồi nó có những cái hí viện nhỏ nữa cho một cái số người khoảng chừng 200 người hay là một trăm. Ví dụ như cái chỗ mà jazz, thì diễn nhạc jazz rất là hay. Vâng, ở đây có membership nữa thưa chị. Có, từ này nếu cũng mà mình hay thích nha. Những cái show của họ đó thì mình có thể membership. Đúng, đúng, đúng vậy, đúng vậy. Dạ, chị cũng được thưởng thức nhiều show jazz ở đó rất là hay. Dạ. Mà chị ơi, ngoài ra thì ở đây mình có viện bảo tàng hay là cái phòng mà trưng bày tranh ảnh gì không? Thì Thủy biết đó, ở Las Vegas mình rất là limit, hạn chế trong vấn đề nghệ thuật so sánh với những tiểu bang khác. Tuy nhiên ở Bellagio Gallery cũng có một cái phòng tranh nhỏ thôi, nhưng mà có dịp họ cũng triển lãm những work của những họa sĩ nổi tiếng và những tác phẩm rất là nổi tiếng. Đặc biệt đó, Las Vegas mình đó, có cái viện bảo tàng mà không nơi nào có, nó gọi là Mob Museum. Chị có biết cái Mob Museum đó hồi xưa là cái courthouse của Vegas không? Đúng, sở dĩ họ có cái Mob Museum đó là từ vì nói như nôm na là thuộc về băng đảng, thì xã hội đen, xã hội đen. Thì họ cũng có công giúp để mà hình thành lên cái Las Vegas. Đó là ngày xưa đó, đó là ngày xưa chứ không phải bây giờ. Bây giờ là không còn xã hội đen. Lịch sử hồi xưa. Chúng tôi khán giả lại sợ. Mafia là nổi tiếng thời đây. Đó. Nhưng mà họ cũng có công gây dựng lên. Và ngoài ra có một cái museum khác cũng không kém phần
nổi tiếng đó là Wax Museum. Đó thì họ làm những cái hình tượng Venetian bằng sáp, wax bằng sáp. Đó, biết đâu năm đứa mình mai mốt năm người mình nổi tiếng là được tên là làm sáp. Nhưng mà cái tượng hình nó rất là thật, rất là đẹp, rất là giống, rất là đẹp. Thật đúng rồi, nhưng mà cái nó kêu bằng life size luôn đó. Đúng rồi, cái điều nào là em biết là có Marilyn Monroe, Elvis Monroe, có nhiều gặp tổng thống trong đó. Ngoài ra chị cũng quên mention một cái nữa là cái show Paris by Night hàng năm vào khoảng mùa hè. Paris by Night đó, Planet Hollywood, một năm hình như hai lần phải không chị? Có khi hai ba lần luôn. Tùy nó tùy. Nhưng mà thường thường là mùa hè đó là thường thường vào July, khoảng July là có đây. Nhưng mà năm nay không có nha. Đúng rồi. Nhưng mà hình như có thể là ở cuối Minnesota năm. Nhưng em có nghe nói chắc cuối năm. Thành ra lúc nào chúng ta cũng có những cái show, những cái activities going on ở đây. Thành phố rất là excited ha. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đầu tiên của The Voice of Las Vegas. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi những chương trình kế tiếp. Xin thành thật cảm ơn quý vị.